Xin chào các bạn đến với khóa học ASP.NET Core 5.0 MVC, học từ đầu. Thì trong ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm việc với View Layout ở trong ASP.NET Core nhé. Thì View Layout chúng ta sẽ quản lý những cái nội dung dùng chung và được tái sử dụng ở nhiều page. Thay vì page nào chúng ta cũng đi gọi là duplicate những cái mã nguồn, những cái code dùng chung. Nếu chúng ta cứ duplicate việc đó thường xuyên ở rất nhiều các page, thì khi chúng ta có bất kỳ update nào thì chúng ta phải đi mở tất cả các page đó để update những cái nội dung mà dùng chung như vậy. Như vậy, một là sẽ mất rất nhiều thời gian để chúng ta đi update này. Hai là có thể trong trường hợp là nếu chúng ta có nhiều file thì có thể đâu đó chúng ta sẽ bị missing, bị quên update một vài page, dẫn đến tình trạng là nó không consistent, nó không nhất quán giữa các page với nhau. Ok, chúng ta bắt đầu nhé. Tôi sẽ mở Visual Studio lên này. Thì trong bài trước, các bạn cũng đã biết cách là làm sao chúng ta tạo một cái file index views cho cái controller the news nhé. Và mình cũng đã biết cách viết code rồi. Viết code ở trong controller và sau đó là tạo view. Trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tạo một cái layout để cho quản lý tất cả những cái nội dung dùng chung của cái phần news nhé. Ok, thì tôi sẽ chạy trước. Tôi sẽ mở phần news lên này. Thì trên trang news hiện tại chúng ta chỉ hiển thị rất đơn giản các nội dung, nó chỉ là một cái message thôi, welcome message thôi, hello message thôi. Tôi cho nó nhỏ lại này. Thì trong cái phần view này tôi sẽ đi update một chút mã nguồn ở đây nhé. Phần body tôi sẽ có các div chia làm ba phần, phần header này, phần main body này, một phần nữa là phần footer. Trong footer sẽ copyright by Chiến VS 2021 nhé. Phần div ở trên đầu tôi sẽ có đặt tên nó luôn, tôi sẽ có phần style, có background color, tôi sẽ để một cái là màu nào dễ nhìn nhé, blue. Gray, dim gray, ok. Tôi sẽ có là menu navigation nhé. Thì tôi đã để tượng trưng thôi. Tôi sẽ có là phần home này, product này, news này, about earth này, vân vân và vân vân. Phần này là phần main body này. Phần tiếp theo là phần footer. Footer tôi cũng sẽ để một phần style. Background color is to refresh lại padding này, 10 pixel này, padding này, 10 pixel, ok, refresh lại, cho to ra, nhìn cho nó dễ. Lúc này bạn thấy chúng ta đã có 3 phần riêng biệt, phần home, product news about us là cái menu của chúng ta này. This content for news index, đây chính là những nội dung cho phần main body. Phần copyright là footer. Tôi lấy ví dụ cho những cái view khác mà tôi là muốn tái sử dụng cái navigation này, cái copyright footer này, thì tôi lại phải đi copy toàn bộ nội dung ở đây à. Làm việc đấy cũng được, tuy nhiên nó mất rất nhiều thời gian, sau này chúng ta đi update lại. Thì ở trong .NET, ASP.NET Core, thay vì chúng ta đi duplicate những cái code mã nguồn dư thừa như vậy, thì nó có hỗ trợ chúng ta một cái gọi là cái layout. Phần layout mặc định nó sẽ nằm trong cell layout và nó sẽ có cái file layout.html này, đây là cái đấy default layout. Khi chúng ta tạo cái project ASP.NET Core MVC 5.0 ấy, thì nó cũng đã tạo ra một cái default layout đây rồi. Default layout đây nó chứa những cái styling, những cái format này này. Tôi mở nhé. Để cho homepage này, thì default layout đây này, nó sẽ có phần header này, có navigation này, footer, copyright vân vân ở đây này. Chúng ta sẽ đi nghiên cứu nó và đi chi tiết hơn ở trong các video sau. Còn trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi work on cái custom layout. Chúng ta tự build mới một cái để xem nó như thế nào nhé. Kích chuột phải vào folder, share folder này, add này, add view. Tôi sẽ chọn là razor view và add button này. Ở đây tôi sẽ đặt tên cái view name này là cái custom layout. Template là empty nhé, add này.
Đây, tôi đã có một cái file mới custom layout đi rồi, mới được tạo ra. Tôi sẽ cho to lên một chút này. Tôi sẽ go ahead để xóa tất cả các code ở đây đi. Tôi back lại. Phần này tôi copy toàn bộ nội dung là phần từ cái doc type HTML sang bên nào. Tôi có ba cái thẻ div này, div của menu này, div của main này, div của footer này. Thì tôi muốn các phần menu và phần footer sẽ được tái sử dụng cho các page sau. Còn những nội dung ở trong phần div main này nó sẽ là dynamic render, hiển thị nội dung động tùy thuộc vào từng page. Vậy chúng ta sẽ làm như nào để tôi copy, tôi cắt này, tôi copy nội dung này. Ở đây chúng ta phải dùng một cái razor code nhé. Thì tôi sẽ có account render render body. Sau khi chúng ta dùng cái code render body và tất cả những page nào, tất cả các view nào mà sử dụng cái custom layout là cái default layout cho page đó, thì tất cả những nội dung ở trong phần div main này sẽ được rendered tự động. Nó lấy nội dung từ cái file index của các page đó để hiển thị vào cái custom layout đây. Tôi sẽ back lại trang index. Ở đây thì tôi cũng delete toàn bộ nhé. Delete toàn bộ mã nguồn này, save đã, rồi back lại web page, refresh lại xem như thế nào. Lúc này nó thì định trang trắng tinh, có vẻ như là đang hoạt động rồi. Thì tôi sẽ paste lại cái nội dung của H1 ở đây. Tôi refresh lại. News. Lúc này bạn thấy tôi chỉ thấy được cái nội dung là this content for news index nhé. Để tôi copy cái nội dung ở đây một chút này. Lorem này. Tôi copy thêm một cái text vài cái text ở đây cho nó nhìn nó đỡ bị trống trống. Nhìn này hơi củ chuối. Paste nó xuống đây. Một chặt P thôi, đơn giản. Lorem ipsum vào đây này. Ok. Refresh. Cái này cho nó dễ nhìn thôi. Tôi muốn nó đầy đặn một chút. Lúc này thì bạn thấy chúng ta mới chỉ có hiển thị được cái nội dung là text thôi ở cái file index. Còn chúng ta chưa có bất kỳ một cái thông tin, bất kỳ một cái nội dung gì được hiển thị từ file custom layout. Tại sao nhỉ? Ok, câu hỏi là thắc mắc là tại sao? Back lại trang index.set.html. Bạn để ý, razor code trên đầu nó có layout bằng null. Tại vì lúc chúng ta tạo cái file index cho phần view này, chúng ta đã để trống nhé, để chống cái tên file layout nên đang bằng null. Thì chỗ này để hiển thị nó chạy được, chúng ta sẽ phải có xóa cái null đi và đặt copy cái tên nó ra custom layout .cshtml. Ok, back lại website refresh. À, đang bị lỗi. Ok, sorry. Xóa cái này đi. Xóa cái CHTML đi nhé. Refresh lại. Đó. Lúc này các bạn thấy chúng ta đã có header và cái footer, đã có cái navigation này này, copyright information đây rồi. Lúc này tương tự bây giờ chúng ta đi tạo các page khác thôi. Chúng ta có sẽ có index này, index 1, index 2 hay là những page khác ABC gì đó. Và chúng ta chỉ cần tái sử dụng cái code razor code layout bằng custom layout đây ấy, thì nội dung dynamic nó sẽ được render vào đây thôi. Render body đúng không? Tôi comment cái này lại nhá, là mất luôn đấy các bạn nè. Comment kiểu khác, comment ở đây này, comment cho chạy lại thôi, bạn reset là mất luôn, bị lỗi rồi đúng không? Extra body rồi này, render body has not been called for the page address này, có nghĩa nó không tìm thấy cái render body, vì chúng ta đã để cái layout là custom layout nên khi nó chạy file index nó sẽ load cái mã nguồn code ở đây vào file custom layout, nó tìm kiếm xem đã có cái render body code chưa. Như ở đây nó chúng ta sẽ không có cái phương thức là render body nên hiển thị là lỗi luôn. Đó. Back lại refresh. Ok, back to work rồi. Ok. Thì tôi sẽ kết thúc video tại đây. Sau khi các bạn kết thúc video này, bài học ngày hôm nay thì các bạn đã biết cách tạo một cái custom, một cái tùy chỉnh layout cho dự án của các bạn. By default khi các bạn tạo project nó đã tạo cho bạn một cái là cái layout rồi. Tuy nhiên bạn không muốn sử dụng cái layout đó, bạn muốn build mới một cái từ đầu, thì qua bài học ngày hôm nay bạn đã biết cách build mới rồi. Đây là một cái kiến thức cực kỳ cơ bản thôi. Bạn có thể dựa vào đó bạn custom tùy thuộc cho dự án của, phù hợp cho dự án của bạn này nó cao siêu hơn. Đấy. Còn cái này chỉ là basic thôi, dựa vào cái ý tưởng của tôi bạn phát triển hơn cho cái mục đích cá nhân của bạn. Ok,
Thank you. Và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sau. Bye bye.